Tuấn Trần, bad boy si tình của màn ảnh Việt. Tuấn Trần không còn là cái tên xa lạ của màn ảnh Việt khi sau thành công của Bố Già với doanh thu 395 tỷ đồng, nam diễn viên sinh năm 1992 trở thành cái tên được săn đón hàng đầu của làng điện ảnh. Với vai cậu con trai quắn bên ngoài bất cần, bên trong vô cùng thương cha trong Bố Già, Tuấn Trần đã xuất sắc đem về giải thưởng nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 và giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2021. Gặt hái được thành công nhưng Tuấn Trần vẫn vướng phải không ít ý kiến trái chiều. Một trong số đó chính là nhiều người cho rằng Tuấn Trần vì là người quen với Trấn Thành nên mới tiếp tục được anh chọn vào vai chủ dương trong phim Mai. Vượt qua những rào cản, Tuấn Trần đã xuất sắc thể hiện hình tượng chàng bad boy si tình, khiến người xem Mai không khỏi ấn tượng về anh. Trấn Thành khẳng định Tuấn Trần có được vai diễn bằng thực lực của mình, anh đã thay đổi từ một con người hướng nội, ít nói, trở thành một chủ dương với tình yêu mãnh liệt dành cho nhân vật Mai của Phương Anh Đào. Diễn xuất ấn tượng của Tuấn Trần phần nào giúp cho phim Mai đem về doanh thu 551 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tuấn Trần cũng là một trong những ứng cử viên nam chính điện ảnh xuất sắc với vai chủ dương của phim Mai tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2024, đêm gala dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2025.